lấy một đoạn dây phanh đã cuộn một đầu thành hình lò xo, bên trong có chứa một mẩu gỗ nhỏ đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Khi thấy chỉ còn tàn đỏ, đưa nhanh vào lọ có chứa oxy. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, các hạt sắt từ oxit nóng đỏ bắn vào thành bình. Nhiệt tỏa ra của phản ứng làm nóng chảy đầu dây sắt thành giọt tròn. Oxy tác dụng với phốt pho đỏ. Đốt cháy phốt pho đỏ trong muôi sắt trên ngọn lửa đèn cồn. Phốt pho cháy ngoài không khí cho ngọn lửa sáng yếu. Đưa muôi sắt có chứa phốt pho đang cháy vào lọ có chứa oxy. Phốt pho tiếp tục cháy cho ngọn lửa sáng chói và có khói trắng tạo thành là đi phốt pho pentaoxit. Oxy tác dụng với rượu etylic. Cho 1 đến 2ml rượu etylic vào mạch kính đồng hồ. Châm lửa đốt, rượu bốc cháy, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm của phản ứng là khí carbonic và hơi nước. Mặt kính đồng hồ khô chứng tỏ rượu etylic đã